Cuộc thi Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam năm 2024 được tổ chức ở quy mô cấp quốc gia do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phối hợp tổ chức. Cuộc thi nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả mục tiêu phát triển ngành công nghiệp quảng cáo Việt Nam đến năm 2030, đồng thời tôn vinh những ý tưởng sáng tạo, chiến dịch quảng cáo có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng xã hội, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, qua đó thể hiện được vị thế, tiềm năng của ngành quảng cáo Việt Nam. Năm nay thì chắc chắn đây là cái quy mô nó sẽ khác và lớn hơn và hội tụ được rất nhiều các công ty quảng cáo của trong nước và cũng như các quốc tế có thể tham gia được các hoạt động quảng bá thương hiệu cho các hàng hóa của Việt Nam. Trước đây công chúng quan niệm quảng cáo chỉ đơn thuần là những tấm bảng lớn ngoài trời hoặc những video ngắn phát sóng trên truyền hình. Ngày nay quảng cáo sáng tạo còn là các chiến dịch mang tính cộng đồng, có ý nghĩa nhân văn, mang tính kết nối với các lĩnh vực nghệ thuật như điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn hay du lịch văn hóa. Vì vậy, thông qua mỗi mùa giải thưởng quảng cáo sáng tạo, ban tổ chức kỳ vọng sẽ giúp công chúng hiểu hơn về lĩnh vực sáng tạo đặc biệt này. Giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam, nó trong cái đề án, thuộc cái đề án là 12 nhóm ngành về phát triển công nghiệp văn hóa. Thì quảng cáo là một trong 12 nhóm ngành đấy. Thì quảng cáo cần một cái nơi tôn vinh xứng đáng cho những doanh nghiệp đã đầu tư hàng trăm, hàng tỷ, hàng chục tỷ để làm thương hiệu và những con người sáng tạo, những con người làm lên nội dung cũng được tôn vinh. Ban tổ chức cho biết ban giám khảo lên đến 200 người là các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước và sẽ có khoảng 70 giải thưởng được trao trong cuộc thi năm nay. Trong đó sẽ có giải thưởng tôn vinh những chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, công nghệ số. Dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra trong tháng 12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh.